Nhân nóng ngày 14 tháng 12 của bài viết ngữ đã ai cho tự do các tù nhân đương tâm lê đình lượng hồ đức hòa lê thanh tùng trực thực đảng cộng sản việt nam khai mạc hội nghị trung ương 14 để giới thiệu ứng viên lãnh đạo cựu ủy viên bộ chính trị đinh la thăng hầu tòa lần thứ ba thưa quý vị Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh hôm ngày 10 tháng 12 năm 2020, trong buổi thăm gặp với người thân đã tiết lộ việc ba người tù chính trị khác đang tuyệt thực tại trại giam Nam Hà, gồm các ông Lê Đình Lượng, Hồ Đức Hòa và Lê Thanh Tùng. Chị Phan Thị Trang, em gái ông Khánh, vào chiều ngày 14 tháng 12 năm 2020 thuộc lại sự việc với phóng viên đài ở Châu Tự Do như sau. Chị anh em có dặn bố mẹ em là bây giờ hiện tại ở trong trại là có chú Lê Đình Dượng với cả anh Hồ Đức Hòa với không nghe không nhầm thì có cả chú Lê Thanh Tùng nữa là đang từ mấy ngày không ăn cơm rồi lý do là vì ở xung quanh ý, họ đốt rác các thứ trong trại thì nó mùi khét mùi hôi thứ nên là họ phản đối ạ cái cách đấy mấy hôm thì anh em cũng bảo là anh em cũng tự thực mấy hôm là vì à, không ăn cơm vì trại cho ăn gạo hôi ạ xong rồi lại nấu đun đun lửa bằng rác ấy thì là cơm nó lại khét hôi thế là không ăn được thì trong trại anh em cũng phản đối thì cũng dần cải thiện được một ít rồi thì họ đang cải thiện ra rồi theo người nhà ông Khánh đã ăn cơm trở lại bình thường và trong lúc đang trò chuyện, cán bộ trại giam can thiệp và dọa sẽ dừng cuộc thăm gặp nếu tiếp tục nói về chủ đề đó. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại trực tiếp cho trung tá Đặng Thành Chiêm, phó giám thị trại giam Nam Hà để hỏi về vụ việc các tù nhân đang tuyệt thực trong đó nhằm phản đối cán bộ trại giam thì ông này cho hay cơ quan đang giải quyết rồi, cái là vấn đề của cơ quan tôi tôi sẽ làm nhá. Anh là cái gì mà điều tra chúng tôi? Từ việc thì cơ quan chúng tôi chúng tôi có biện pháp giải quyết nhá. Hôm ngày 9 tháng 12 năm 2020, người thân của ông Lê Đình Lượng cũng bất ngờ bị cán bộ trại giam không cho thăm gặp mà không giải thích lý do. Lúc đó, phó giám thị trại giam Nam hà giải thích với RFA qua điện thoại rằng có thể là do trục trặc giấy tờ và không có phiền nhiễu gì đối với tù nhân. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Hôm ngày 13 tháng 12, thăm gặp chồng là tù chính trị Phạm Văn Trội tại gia trại giam Nam Hà. Cũng nghe ông này nói lại về vụ tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa đang tuyệt thực. Bà Trang nói qua điện thoại như sau. À, dạ vâng, trong cái buổi thăm gặp đấy thì uh, tôi được biết là anh anh Trội có thông tin rằng là anh anh Hồ Đức Hòa ấy ạ. Anh Hồ Đức Hòa đang uh, tuyệt thực trong trại đến ngày hôm nay là được 5 ngày rồi ạ. Và tôi nghe thái độ nói chuyện của anh trội thì có vẻ tình hình rất là căng thẳng ở bên trong bên phía trong chạy ra mẹ anh hòa hiện giờ rất là yếu anh hòa rất là yếu và cái tình trạng của anh nghĩ là nó thực ra anh anh hòa đang trong người thì đang mắc bệnh mà lại anh ấy tuyệt thực như thế nào cái cái có một cái gì đó rất là bất thường ở trong đấy để buộc anh ấy chọn một cái phương cái phương, phương pháp là tuyệt thực để đấu tranh cho cái quyền tự do tí nữa. Đấy cuộc thăm gặp qua điện thoại. Ngăn cách bị tấm kính dài cũng bị dừng đột ngột khi ông trội kể với gia đình về chuyện tuyệt thực của ông Hồ Đức Hòa. Ông Hồ Đức Hòa bị tuyên án 13 năm tù giam hồi năm 2013 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong cùng vụ án 14 thanh niên công giáo tin lành. Trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam là nơi các tù nhân lương tâm bị giam ở đây cho gia đình biết. Họ bị ngược đãi và đàn áp bởi cán bộ Hôm 14 tháng 12, 2020, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 14 khai mạc với dự kiến sẽ công bố kết quả bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự Trung ương khóa 13. Các cuộc thảo luận được nói đang nóng lên về vai trò lãnh đạo tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc họp vào tuần này, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc theo kế hoạch sẽ được tiến hành vào tháng 1 năm 2021. Việt Nam không có lãnh đạo tối cao và được lãnh đạo chính thức bởi tứ trụ gồm Chủ tịch nước, Thứ trưởng, Tổng bí thư đảng Cộng sản và Chủ tịch Quốc hội. Theo hãng tin Reuters, dưới đây là một số ứng cử viên có thể có cho các vị trí hàng đầu. Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, một người nặng về ý thức hệ đảng Cộng sản, là Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam và là người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng sau khi loại bỏ một lãnh đạo cũ có quan hệ chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, kể từ khi kế thừa vị trí chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông đã trở thành một trong những chính trị gia quyền lực nhất Việt Nam trong nhiều thập kỷ nhưng luôn phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe. Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi. Thủ tướng Phúc đã đại diện cho Hà Nội trên trường thế giới với tư cách là đại diện cho nhiều thỏa thuận thương mại của Việt Nam và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương khu vực với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN trong năm nay. Ông Phúc có thể đấu tranh cho nhiệm kỳ thứ hai hoặc tìm cách leo lên hàng ngũ của đảng Cộng sản. Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, Bà Ngân hiện là Chủ tịch Quốc hội và được nhiều người kỳ vọng sẽ kế nhiệm bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận. Chủ tịch Quốc hội là người ít quyền lực nhất trong tứ trụ nhưng cũng chính ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ vai trò đó từ năm 2006 đến 2011. Ông Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, là người cùng ý thức hệ Đảng Cộng sản. Ông Vượng là cánh tay phải của ông Trọng và đã sát cánh trong chiến dịch chống tham nhũng của ông ta vẫn còn phải xem ông Vượng có được bao nhiêu sự ủng hộ với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng từ các thành viên bên ngoài quỹ đạo của ông Trọng. Ông Tô Lâm, 63 tuổi. Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an Vai trò mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nắm quyền khiến ông trở thành ứng cử viên tiềm năng cho vai trò chủ yếu là nghi lễ. Ông Ngô Xuân Lịch, 66 tuổi, cả quân đội và công an sẽ tranh giành ảnh hưởng trong bộ chính trị với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đứng đầu phụ trách quân đội. Ông Phạm Minh Chính, 62 tuổi. Ông Chính đứng đầu ban tổ chức trung ương đầy quyền lực và có ảnh hưởng của đảng Cộng sản giúp ông có thể vươn xa trong các cấp bậc của đảng. Ông là cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Trương Hòa Bình, 65 tuổi, Việt Nam có bốn phó thủ tướng, nhưng ông Bình là phó thủ tướng thường trực, nên ông đứng đầu trong số các phó thủ tướng. Ông đã đảm nhận một số danh mục kinh tế cùng thủ tướng, khiến ông trở thành ứng viên tiềm năng cho vai trò đó. Ông Phạm Bình Minh, 61 tuổi. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là một trong số các quan chức hàng đầu có thể nói thông thạo tiếng Anh. Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, Ông là gương mặt đại diện cho động lực ngoại giao hướng ngoại của Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi. Ông Huệ hiện là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thay Hoàng Trung Hải. Từng là bộ trưởng tài chính và giáo sư kinh tế. Huệ được coi là có một số trình độ cần thiết để hoàn thành vai trò thủ tướng tập trung vào kinh tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vào sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020, đều kính đen, bịch khẩu trang, bị công an cầm tay dẫn giải đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để ra tòa trong vụ án thứ ba với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết, ông Thăng với vai trò Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã chỉ đạo ông Dương Minh Tuấn tổng giám đốc công ty Cửu Long, tạo điều kiện cho công ty Yên Khánh và công ty Khánh An của Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hà đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính, mua được quyền thu phí dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thăng đã phớt lờ các quy định về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí, sai phạm của cựu bộ trưởng và các cấp dưới đã giúp Úc Trọc chiếm đoạt 725 tỷ đồng. Trước đó, Ông Thang bị tuyên hai bản án 18 năm tù giam và 13 năm tù giam với tội danh cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty PVN và nhà máy nhiệt điện Thái Bình Hai. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt Ngữ Đại Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.